Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên được nhân danh bởi bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cổ đông sở hữu 30% cổ phần phổ thông tại công ty từ năm 2009 đến nay, khởi kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên yêu cầu gì trong đơn kháng cáo, viện kiểm sát kháng nghị? Buộc bà Thảo chuyển giao toàn bộ cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ là sai luật và đính chính mức án phí kỷ lục trong vụ ly hôn. Trung Nguyên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thụ lý vụ kiện giữa công ty với người quản lý của công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, trụ sở 31 Tú Xương, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu tòa buộc ông Vũ với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên chấm dứt hành vi tố cáo các sản phẩm cà phê Hòa Tan mang nhãn hiệu Trung Nguyên và G7 do công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên, công ty thành viên thuộc tập đoàn Trung Nguyên, sản xuất là hàng giả, hàng không chính phẩm. Cuộc chiến pháp lý vụ vợ chồng Trung Nguyên. Đồng thời, nguyên đơn yêu cầu tòa buộc ông Vũ với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên chấm dứt hành vi khởi kiện các nhà phân phối trong nước và quốc tế đang phân phối các sản phẩm cà phê Hòa Tan mang nhãn hiệu Trung Nguyên và G7 do công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên sản xuất. Hiện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau khi xem xét yêu cầu của phía nguyên đơn và các chứng cứ liên quan. Tòa án buộc ông Vũ không được tiếp tục nhân danh công cổ phần đầu tư Trung Nguyên khởi kiện các cá nhân, pháp nhân đang phân phối, mua bán sản phẩm cà phê Hòa Tan mang hiệu cà phê G7 cà phê Hòa Tan, cà phê G7 Instant Coffee, Tenor, một cà phê G7 cà phê thứ thiệt do chi nhánh công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên chi nhánh Bắc Giang sản xuất. Ông Vũ làm thủ tục đình chỉ đối với các vụ kiện nhà sản xuất phân phối Sky, Blue đang do Tòa án Đài Loan giải quyết và vụ kiện các nhà phân phối Blade Jetin, CNL Global Co. Limited, NG, CO, LTG đang do Tòa án Hàn Quốc giải quyết. Trong quyết định nêu rõ ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được tiếp tục nhân danh công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên để gửi thư cảnh báo tố cáo đến các cá nhân, pháp nhân đang phân phối, mua bán sản phẩm cà phê Hòa Tan mang nhãn hiệu cà phê G7 cà phê Hòa Tan, cà phê G7 Instant Cafe, Tenor, một cà phê G7 cà phê thứ thiệt do chi nhánh công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên chi nhánh Bắc Giang sản xuất. Cận cảnh cả trăm chiến sĩ công an mang súng khám xét, thu giữ 6 tạ ma túy theo người lao động.